Hello, xin chào quý cô chú và anh chị. Đối với mỗi không gian phòng bếp khác nhau thì quý hàng sẽ lựa chọn cho mình những mẫu bàn ăn phù hợp với không gian nhà của mình nhất. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu bàn ăn được làm từ chất liệu là gỗ mun sọc Lào. Và đây là một bộ duy nhất mà trưng bày tại showroom Sơn Đông, địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như mọi người có thắc mắc gì trong cái video ngày hôm nay của em á, thì mọi người hãy liên hệ vào số hotline, em sẽ tư vấn và cũng như là hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất ha. Mẫu sản phẩm thì được làm từ chất liệu là gỗ mun sọc Lào. Đây là một loại gỗ cực kỳ quý hiếm trên thị trường Việt Nam hiện nay ha mọi người. Sở hữu những cái tính chất là cứng nè, chắc, nặng cũng như tuổi thọ cũng cực kỳ cao. Và mẫu sản phẩm này á thì nó sẽ không có những cái đường kính thân cây lớn để có thể làm những mẫu sản phẩm liền tấm. Và mẫu sản phẩm này thì nó sẽ được làm với dạng là dạng khung chanh, thì em sẽ giới thiệu cho mọi người từng phần luôn ha. Và khi mà mình sử dụng cái gỗ này á mọi người, thì trong một cái thời gian nhất định thì nó sẽ tiết ra một cái tinh dầu chống mối mọt. Thì mọi người sử dụng sản phẩm này thì bên em cũng đã là tẩm sấy nè kỹ lưỡng cho mọi người, cũng hạn chế được những cái tình trạng mối mọt đó rồi. Và sản phẩm này nó sẽ là lên một cái tông màu rất là huyền bí, rất là đẹp ha. Rồi và chi tiết từng phần thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái phần bàn này đi. Tổng thể của bộ sản phẩm á thì được thiết kế theo phong cách là cổ điển, và những cái hình ảnh chủ đạo đó chính là những hình ảnh hoa lá tây ha mọi người. Phần bàn này á thì mọi người nhìn vào thì cũng cực kỳ là bắt mắt luôn, với phần veneer được cặn ở trên nè đó, và cái phần khung là sẽ là gỗ mun sọc ha. Đấy, 100% là gỗ mun sọc và cặn veneer cho mọi người luôn. Veneer này á thì thường thấy ở trên những cái chiếc siêu xe này cũng như chiếc du thuyền, và đây là một loại chất liệu cao cấp ha mọi người, được Sơn Đông cũng như là cải tiến cũng như là nghiên cứu để đem lên trên nội thất của mình, cũng cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi và mẫu sản phẩm này như mọi người có thể thấy là cái phần chân á nó được làm với dạng nguyên khói. Đây em sẽ kéo cái ghế này cho mọi người đó. Cũng có những cái phần nguyên khói nhưng mà nó cũng sẽ ghép ha mọi người, ghép kỹ nên là mọi người sẽ không nhìn thấy được hết đâu ha. Đó, nó cũng sẽ có ghép, nhưng mà cái phần này mọi người thấy là cái phần hoa lá tây được bên em đục chạm trên nền gỗ luôn, cũng rất là kênh bông sắc nét. Đây đó, một cái phần chân này thôi mà muốn đục chạm trên cái nền gỗ này á, gỗ mun sọc Lào này, thì cũng phải mất rất là nhiều thời gian, cũng cần những anh người thợ mà lành nghề mọi người, cũng tầm là 5-10 năm kinh nghiệm trong nghề á. Đó, phần yếm là hoa văn đục chạm rất là tỉ mỉ luôn. Và cái phần bàn này hiện tại nó đang được có kích thước là dài là 2m42, rộng 1m25 và cao tổng luôn là 80cm. Và cái kích thước này bên em đã căn chỉnh cho phù hợp với người Đông Nam Á của mình rồi ha. Đó, tiếp theo đó chính là cái phần ghế này mọi người. Phần ghế á, thì bên em sẽ có là 8 chiếc ghế thường và 2 chiếc ghế có tay. Đó, và mẫu sản phẩm này bên em đều bán cách lẻ cho mọi người ha. Ví dụ như mọi người mà muốn làm với chất liệu gỗ khác, hoặc là mọi người muốn là thiết kết hợp với ghế khác á, thì bên em đều có cho mọi người và sẽ là tư vấn cho mọi người một cách tốt nhất ha. Cái phần ghế này thì nó sẽ là đục chạm trên nền gỗ luôn, và cũng như là nó đục thủng ha mọi người, chà nhám kỹ càng luôn ha. Những cái hình ảnh hoa lá tây nè, đó, hoa hồng được bên em làm rất là kênh bông sắc nét luôn. Cái phần ván giữa trong đây nó sẽ là liền tấm luôn nè mọi người. Đó, nó rất là giá trị nè mọi người. Đó, đây. Rồi tiếp theo ở dưới, phần mặt dưới á, thì nó sẽ là dạng khung chanh, với phần khung bao ở ngoài cũng cực kỳ dày dặn nè. Phần bao ở ngoài á, thì nó sẽ dày là dày 3cm, còn phần ván giữa nó sẽ dày 1/2 ha. Đó, đây tiếng đanh của gỗ nè mọi người thấy không, rất là cứng. Và phần tay bên đây thì bên em được lộng cong nè, đó, nhìn rất là chỉnh chu sang trọng cho mọi người luôn. Đấy, và để hiểu rõ hơn về sản phẩm thì em sẽ ngồi xuống để trải nghiệm cho quý khách hàng xem nha. Tuy là sản phẩm này nó làm được bằng gỗ như mọi người, nhưng mà em khi mà em ngồi vào á thì cảm giác rất là thoải mái, nó cũng không có bị cắn gì hết. Phần tựa lưng này á thì nó có một cái lọc đường lọc cong mọi người đó, và khi mà em ngồi xuống nè, cái phần tựa lưng của em cũng cong theo đường xương sống luôn, nhìn ngồi rất là dễ chịu. Từ cái phần mặt đất cho đến phần mặt ngồi nè, từ mặt ngồi đến phần tựa lưng được bên em căn chỉnh rất là kỹ càng rồi, nên là mọi người ngồi xuống á, và mọi người ngồi trong cái một cái bàn lớn như thế này ha. Đây, và mình gió tay mình gấp đồ ăn đồ này nọ, hoặc là nói chuyện vui vẻ cùng bên gia đình á thì cũng rất là tuyệt vời đó. Hiện tại mẫu sản phẩm này á đang được làm từ chất liệu là gỗ mun sọc Lào, và đang được bán với mức giá là 545 củ, và được trưng bày tại showroom Sơn Đông. Thì em xin nhắc lại cái địa chỉ ha, là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mọi người có thắc mắc hay cần em tư vấn thêm á thì mình hãy liên hệ thông qua số là 0899012392, thì em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho mọi người trực tiếp luôn ha. Và em là Tài, hẹn gặp mọi người ở những sản phẩm sau. Xin cảm ơn.